bắt tạm giam tài xế xe khách hút đẩy cảnh sát giao thông Hải Dương rồi tăng ga bỏ chạy. Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng ở Bình Dương cứu tài sản hàng tỷ đồng. Lặng biển nhặt rác giải cứu san hô tại bán đảo Sơn Trà. Liên quan đến vụ việc một xe khách hút đẩy cảnh sát giao thông Hải Dương rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường trong ngày 24 tháng 8, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Xuân Công, sinh năm 1973, ở khu 6, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, tài xế xe khách trên về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 5 tháng 8, tại km 01-800, quốc lộ 38B, địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương, phát hiện tài xế ô tô khách biển kiểm soát 34F00944, loại 29 chỗ ngồi, di chuyển theo hướng huyện Gia Lộc đi thành phố Hải Dương, vi phạm lỗi người điều khiển không thắt dây an toàn và có dấu hiệu lỗi dừng đổ trả khách không đúng nơi quy định ngay lập tức tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra xử lý nhưng lái xe không chấp hành lực lượng chức năng sau đó đã sử dụng xe chuyên dụng truy đuổi yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh nhưng nguyễn xuân công không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy trong quá trình truy đuổi đại úy bùi đình úy vượt lên đầu xe và liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng nhưng công tiếp tục không chấp hành đến km 1 cộng 400 quốc lộ 38B đoạn ngã tư cầu gỗ, nơi có đèn tín hiệu giao thông, do có tín hiệu đèn đỏ nên công phải dừng xe. Cùng lúc này, tổ công tác đã chặn đầu ô tô, đại úy Bùi Đình Úy xuống xe đi tới cửa sổ gần ghế lái, yêu cầu công dừng và xuống xe xuất trình giấy tờ, nhưng tài xế này không hợp tác, đòi hỏi phải nói rõ lỗi vi phạm sau khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh công tiếp tục điều khiển ô tô lùi lại để tránh xe mô tô của lực lượng chức năng rồi đi tiếp ngay sau đó có một xe mô tô của một người dân chặn đổ trước đầu ô tô do công điều khiển để hỗ trợ lực lượng chức năng khi đó công mới cho xe dừng lại diễn biến tiếp theo công liên tục điều khiển xe hút đẩy cảnh sát giao thông sau đó tăng ga chạy về hướng thành phố hải dương rồi đưa ô tô về xã tân việt huyện thanh hà tỉnh hải dương trả khách được biết, toàn bộ vụ việc đã được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội ngay sau đó, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong chiều ngày 24 tháng 8, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà xưởng cho thuê rộng 2.000 m2 ở khu phố Tân Lương. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng với xe chữa cháy của công an phường Thành Phước để khống chế đám cháy. Tại hiện trường, Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều mút xốp, chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và tạo ra cuộc khói đen dày đặc. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế và dập tắt an toàn, cứu tài sản bên trong khoảng 3 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người nhưng làm cháy một phần nhà xưởng rộng khoảng 200m2. Được biết, nhà xưởng cho thuê xảy ra cháy đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 theo quyết định số 75 trên quy đề CATU của Công an thành phố Tân Uyên. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Nhằm tổ chức các hoạt động bảo vệ hệ sinh thái biển tại khu vực biển bán đảo Sơn Trà, trong ngày 24 tháng 8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp thành đoàn, Hội sinh viên thành phố và Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng cùng với các đơn vị đã tổ chức hoạt động clean up sơn trà, lặn biển, dọn rác, giải cứu san hô và dọn vệ sinh môi trường tại bán đảo sơn trà. Cụ thể, chương trình clean up sơn trà vì một sơn trà xanh là hoạt động ra quân thu gom rác, làm sạch môi trường tự nhiên trên cạn và dưới nước thường niên do ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng chủ trì phối hợp với các đơn vị câu lạc bộ đội nhóm trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình hiện đang thu hút gần 200 tình nguyện viên tham gia được biết sự kiện được tổ chức số đầu tiên từ năm 2011 và đến nay đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đơn vị doanh nghiệp, câu lạc bộ, hội nhóm trên khắp cả nước. Không dừng lại ở đó, sự kiện này còn là hoạt động kết nối các trường đại học, câu lạc bộ, hội nhóm cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ, tạo điều kiện để phát triển rạng san hô và hệ sinh thái biển tại bán đảo Sơn Trà. Qua đó nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển khi tham quan bán đảo sơn trà xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch xanh tại bán đảo sơn trà với thông điệp bán đảo sơn trà điểm đến xanh vừa qua, vụ hàng trăm phụ huynh quay trường tiểu học Tây Mỗ 3 ngày 21 tháng 8 đã gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết có 524 phụ huynh viết đơn bày tỏ nguyện vọng cho con chuyển về trường mới. Chi tiết vụ việc ra sao, cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, địa bàn phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh. Dân số hiện có khoảng 70.000 người, chủ yếu là cư dân thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City, nhưng chỉ có hai trường tiểu học là Tây Mỗ và Lý Nam Đế. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Lý Nam Đế có gần 1.500 học sinh, trường tiểu học Tây Mỗ có 2.472 học sinh. Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã xây dựng đề án tách trường Tiểu học Tây Mỗ thành hai trường là Tiểu học Tây Mỗ và Tiểu học Tây Mỗ 3 nhằm giảm tải cho trường Tiểu học Tây Mỗ. Năm học 2024-2025 quận có 4 trường mới đưa vào sử dụng gồm trường công lập Mầm non Tây Mỗ 3, trường công lập Tiểu học Tây Mỗ 3, trường công lập Tiểu học Đại Mỗ 3 và trường công lập Trung học cơ sở Tây Mỗ 3. Và đến thời điểm này, việc tách trường tiểu học Tây Mỗ thành trường tiểu học Tây Mỗ và trường tiểu học Tây Mỗ 3 đã hoàn thành. Cũng theo Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tại thời điểm tuyển sinh trường tiểu học Tây Mỗ 3 chưa hoàn thành xong bộ máy của trường. Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo trường tiểu học Tây Mỗ thực hiện công tác tuyển sinh cho cả trường tiểu học Tây Mỗ 3. Cụ thể, tổng chỉ tiêu được giao tuyển sinh theo tuyến là 400, gồm học sinh vào lớp 1 ở các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các tòa chưa thành lập tổ dân phố trong khu đô thị Vinhomes Smart City. Tuy nhiên, do số lượng học sinh tăng sau khi kết thúc tuyển sinh là 460 chỉ tiêu, công tác tuyển sinh đầu cấp đảm bảo đúng quy định, đúng lịch trình và đúng đối tượng theo phân tuyến, số học sinh còn lại được tách từ trường tiểu học Tây Mỗ. Như vậy là cả 460 học sinh tuyển mới lớp 1 và số học sinh lớp 2, 3, 4 tách trường. Trường tiểu học Tây Mỗ tiếp nhận 1.111 học sinh chuẩn bị vào năm học mới. Dù đêm 21 tháng 8, đông đảo phụ huynh vẫn tập trung tại trường yêu cầu nhà trường và các cơ quan chức năng liên quan. Phải trả lời bằng văn bản, thế nhưng, theo Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, số học sinh hiện nay của trường Trung học Tiểu học Tây Mỗ 3 đã vượt chỉ tiêu so với quy định 30 lớp với tối đa là 1.050 học sinh. Các trường hợp không nộp hồ sơ theo thời gian quy định coi như không có nhu cầu. Ủy ban nhân dân quận tổ chức tuyên truyền đồng thời thu thập thông tin nguyện vọng để tổng hợp thông tin phân loại đối tượng, thống kê số lượng, báo cáo lãnh đạo và tham mưu phương án giải quyết theo các quy định hiện hành. Trước đó từ sáng sớm ngày 21 tháng 8, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại trường tiểu học Tây Mộ 3 để chờ đợi chất vấn ban giám hiệu nhà trường, vì sao trường chưa thông báo tuyển sinh đã hết chỉ tiêu. Đến 17 giờ, ban lãnh đạo trường đã có những thông tin đầu tiên sau hơn 10 giờ phụ huynh ngồi vạ vật đến 17 giờ ngày 21 tháng 8, ban giám hiệu trường Tiểu học Tây Mỗ 3, Nam Từ Liêm Hà Nội chính thức có cuộc làm việc nhanh với các phụ huynh có nguyện vọng cho con nộp hồ sơ vào trường. Tại đây những câu hỏi được nhiều phụ huynh chất vấn ban lãnh đạo trường gồm: Trường có tổ chức tuyển sinh năm học 2024-2025 không? Nếu có tuyển sinh thì tuyển sinh phương thức nào? Điều kiện tuyển sinh là gì? Trả lời chất vấn của phụ huynh bà Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Mỗ 3 cho biết, ban giám hiệu nhà trường mới nhận nhiệm vụ được 2 ngày. Theo bà Hằng, đây là thời điểm cận kề năm học mới nên nhà trường chỉ đang chuẩn bị công tác đầu năm. Bà Hằng cho hay vì là ban giám hiệu mới nên không phải làm công tác tuyển sinh mà làm công tác tuyển sinh hoàn toàn do trường tiểu học Tây Mỗ 1 tuyển sinh cho trường tiểu học Tây Mỗ 3. Thông tin cụ thể về tình hình tuyển sinh, bà Hằng cho biết trường tiểu học Tây Mỗ 3 có tổng số 30 lớp mỗi lớp sẽ đón 35 học sinh. Hiện nay trường đã nhận 1.100 học sinh. Lý giải việc tại sao nhà trường chưa thông báo tuyển sinh mà đã có hơn 1.100 học sinh, bà Hằng giải thích đây là số học sinh đón nhận từ số học sinh tách ra từ trường tiểu học Tây Mỗ 1. Hiện tại nhà trường đã có danh sách học sinh và đang hoàn thiện công tác đón học sinh. Bà Hằng cho hay sáng ngày 21 tháng 8, Trường đã phát phiếu để phụ huynh điền nguyện vọng. Căn cứ trên thực tế, trường có trách nhiệm tập hợp các phiếu nguyện vọng gửi lên cấp trên, sau đó sẽ có thông báo tới phụ huynh sớm nhất. Khi được phụ huynh đề nghị cung cấp danh sách học sinh đã được chuyển sang trường tiểu học Tây Mộ 3, hiệu trưởng nhà trường từ chối cung cấp. Tới gần nửa đêm ngày 21 tháng 8, thông báo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm về thời hạn công bố phương án giải quyết nguyện vọng cho các em học tại trường tiểu học Tây Mộ 3 mới khiến nhiều phụ huynh bất lo lắng. 19 giờ 40 phút lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ xuống trường để làm việc với phụ huynh. Phó phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm, Lê Thị Thanh Tâm cho biết, tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 8, nhà trường tiếp nhận hơn 500 đơn đề nghị từ phụ huynh. Bà Tâm cho biết đang tích cực giả soát phân loại trường hợp có hộ khẩu, có tạm trú, sớm phân lớp cho con em cư dân trên địa bàn. Với thời gian gần nhất, sớm nhất, sau đó bà Tâm có xin phép phụ huynh được về phòng tiếp tục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, phụ huynh đã không đồng ý. Liên quan đến việc hàng trăm phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có mặt tại cổng trường tiểu học Tây Mỗ 3 vì lo lắng con không học gần nhà, bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận nam từ liêm cho biết ngay khi nắm được thông tin phụ huynh vây kín cổng trường phòng giáo dục đào tạo yêu cầu trường khẩn trương mời phụ huynh vào trường điền đơn nguyện vọng trong đó nêu rõ thông tin hộ khẩu mong muốn cơ sở cho con theo học Hiện nay có một số nhóm học sinh muốn chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ 3, gồm học sinh lớp 2 đến lớp 5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới, trong đó nhiều nhất là trường tiểu học Lý Nam Đế, Miêu Nha Tây Mỗ với 233 học sinh có nguyện vọng xin chuyển. Bên cạnh đó cũng có học sinh từ các tỉnh thành khác, quận khác mới chuyển về sinh sống tại các tòa chung cư trong khu vực và học sinh vào lớp 1 đã nộp hồ sơ vào các trường khác nhưng thấy trường tiểu học Tây Mỗ 3 đi vào hoạt động nên muốn rút hồ sơ xin chuyển về. Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết trường tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ trường tiểu học Tây Mỗ, sau khi chia tách các lớp từ lớp 2 đến lớp 5 tuyển sinh lớp 1, trường tiểu học Tây Mỗ 3 có 1, 1111 học sinh với 30 lớp, tất cả các học sinh tuyển mới đều có hộ khẩu tại phường Tây Mỗ theo đúng quy định. Đúng đối tượng với phân tuyến với chỉ tiêu 400 học sinh lớp 1. Hiện nay số học sinh lớp 1 đang là 460 chỉ tiêu trên tổng số 13 lớp, vượt chỉ tiêu 60 học sinh. Do đó những trường hợp không nộp hồ sơ theo thời gian quy định coi như không có nhu cầu vào trường. Bà Tâm thông tin thêm, Phòng Giáo dục Đào tạo đã phát đơn mẫu cho cha mẹ học sinh có nguyện vọng nộp đơn. Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp nhận, tổng hợp thông tin, phân loại và thống kê số lượng để có phương án giải quyết. Về sự việc này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tham mưu lãnh đạo quận nghiên cứu, tổ chức phương án đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng của học sinh theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, hiểu rõ về các quy định của ngành, yên tâm, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con em mình bước vào năm học mới 2024-2025. Tiếp đó, ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, cung cấp thêm thông tin, số đơn nhận được là 516, trong đó có 99 đơn là tạm trú và 417 đơn là thường trú. Phía trường đã nộp báo cáo về quận để xin ý kiến theo hướng đề xuất lên cơ quan cấp trên, phương án tiếp nhận toàn bộ 516 đơn này vào học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3. Cuộc tranh luận giữa phụ huynh và đại diện phòng giáo dục, đại diện ủy ban nhân dân phường kéo dài thêm 2 tiếng nữa cho đến khi ông Phạm Văn Khang, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm mang theo thông báo từ trưởng phòng giáo dục và đào tạo xuống, thông báo khẳng định việc chia tách trường tiểu học Tây Mỗ thành trường tiểu học Tây Mỗ và trường tiểu học Tây Mỗ 3 được tổ chức thực hiện theo đúng đề án đã được ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm phê duyệt. Báo cáo nêu rằng sau khi chia tách, tổng số học sinh trường tiểu học Tây Mỗ 3 là 1111 học sinh. Tuy nhiên, tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 8, trường tiểu học Tây Mộ 3 báo cáo nhận được 524 đơn của phụ huynh có nguyện vọng cho con về học tại trường tiểu học Tây Mộ 3. Các cơ quan liên quan sẽ ra soát, tổng hợp phân loại đối tượng báo cáo Ủy ban nhân dân quận, đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh theo quy định. Thời hạn phụ huynh nhận được thông báo chính thức về vụ việc là 14 giờ ngày 23 tháng 8, việc thông báo sẽ diễn ra trực tiếp tại trường tiểu học Tây Mộ 3. Mới đây, công an huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc hai thanh niên bị nhóm thanh niên vô cớ gây thương tích khi đang điều khiển xe máy trên đường. Theo đó, buồn chuyện thất tình, một đối tượng đã rủ bốn người bạn mang theo một cây kiếm đi chơi. Khi thấy người đi đường, nhóm này đã dùng kiếm gây thương tích cho hai người. Trước đó, do buồn chuyện thất tình, Ngô Văn Huy, ngụ tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, đã rủ theo Lê Viết, Hà Văn Hoàng, Hà Văn Đạt, ngụ tại xã Cán Khê và Nguyễn Tuấn Đạt, ngụ tại huyện Triệu Sơn, đi chơi trên đường. Khi đi, nhóm này có mang theo một cây kiếm. Khi tới khu vực ngã ba thôn Diễn Phú, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, thì gặp nhóm HDF, HDS, LDHN, HVTA và hai bạn nữ khác đi trên xe máy. Khi gặp nhóm trên, dù không có mâu thuẫn, nhưng nhóm Huy đã quay lại thực hiện hành vi gây thương tích cho nở và phờ rồi bỏ chạy. Hậu quả, phờ bị thương ở ngang lưng với vị trí xương vai bên trái, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tại cơ quan công an huy khai nhận do bị thất tình nên đã rủ nhóm bạn đi chơi, có chuẩn bị theo công cụ, kiếm. Khi thấy người đi đường thì gây thương tích cho người đó để giải quyết chuyện buồn. Hiện vụ việc đang được công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, không ít vụ án mạng đã xảy ra khi các đối tượng không làm chủ được hành vi. Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc một nam thanh niên dùng hung khí tấn công đồng nghiệp trọng thương khi chỉ mới làm việc cùng hai ngày. Vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 23 tháng 8, người dân sống gần nhà văn hóa sinh viên, đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng giữa L, sinh năm 2005, và ông T, khoảng 60 tuổi. Một lúc sau, mọi người thấy ông T vừa la hét cầu cứu, vừa ôm vết thương bỏ chạy, được một đoạn thì cục xuống. L cũng bỏ chạy khỏi hiện trường và ném hung khí đi. Người dân và dân phòng gần đó đã đuổi theo không chế được L, giao cho công an phường. Ông Tê có nhiều vết thương trên người gây mất máu, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an quận 3 phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Được biết, Lờ mới vào làm bảo vệ được 2 ngày là đồng nghiệp với ông Tê. Thưa quý vị, liên quan đến cháu bé sinh năm 2019 trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với nhiều vết lở red hoại tử, sống một mình trong lán trại. Đến nay, cháu bé đã được người dân, chính quyền đưa đến chăm sóc, điều trị tại bệnh viện những ngày qua, câu chuyện một bé trai sinh năm 2019, một mình sống trong lán trại tạm bỡ, nhiều bộ phận trên cơ thể bị lở loét, hoại tử, khiến nhiều người xót xa, bức xúc. Qua thông tin trên mạng xã hội, lan truyền thông tin hình ảnh bé trai với nhiều vết thương trên người. Bé được phát hiện ngồi một mình trong lán trại tạm bỡ của gia đình, khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Trước thông tin trên, sáng ngày 24 tháng 8, thông tin từ ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Xã vừa có báo cáo gửi huyện sang Minh về trường hợp bé trai sinh năm 2019 ở trong lán trại với nhiều vết thương trên người. Theo ông Kiên, sau khi sang Minh, bé trai được xác định là LDH, sinh năm 2019, con của chị LTG, 20 tuổi, chú tại Nghĩa Lợi, và anh TDH, 26 tuổi, chú tại xã Nghĩa Lâm, đều cùng chú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Chị D và anh H không đăng ký kết hôn, hiện không sống chung với nhau. Em H khai sinh theo họ mẹ, đăng ký thường chú tại xã Nghĩa Lợi. Đến cuối năm 2023, em hát được đưa đến nhà ông bà nội và bố tại xã Nghĩa Lâm. Đến tháng 4 năm 2024, em bị gãy chân, được đưa đến bệnh viện điều trị và có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, khi xuất viện về nhà, bệnh nhi không được tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn, dẫn tới bị điệt, không thể tự đi lại được. Cũng theo ông Kiên, sau khi có dư luận phản ánh, chính quyền đã hỗ trợ phương tiện để đưa hát đến trung tâm y tế huyện. Sau đó, em hát được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị. Riêng lán tạm sau nhà thực chất là căn nhà tắm, đưa gia đình kê thêm gỗ. Ban ngày, cháu được đưa ra đó, ban đêm vào ngủ với bố. Làm việc với chính quyền địa phương, bà NTN, bà nội của Hát cho rằng, đưa cháu ra lán là để tiện tắm rửa, vệ sinh. Tình trạng lở loét trên cơ thể cháu Hát là do ông bà thường xuyên đi làm, bố không có công việc ổn định nên không có điều kiện chăm sóc cháu. Trước nghi vấn, liệu các vết thương trên người cháu bé có phải do bị chút đòn roi gây nên? Ông Lê Trung Kiên cho biết, Đại diện công an xã đã làm việc với gia đình thấy rằng chưa có cơ sở cho rằng cháu bé bị chút đòn roi mà chỉ thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Thời gian qua, các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi và manh động. Tuy nhiên, với quyết tâm chấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. Chỉ sau gần 24 giờ, Công an Bình Thuận đã bắt được thủ phạm mở kết sát trộm vàng, kim cương của thần bài poker thế giới. Ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong một căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 8, ông Nguyễn Văn Mến, việc kiều Mỹ, tức Mến Nguyễn, thân bài poker thế giới, đến Công an phường Đức Long trình báo về việc bị mất trộm tài sản để trong phòng ngủ căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, với tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Số tài sản trên để trong cái sắt gồm 200 triệu đồng, 8.000 đô la Mỹ, 3 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex trị giá hơn 600 triệu đồng, một lắc vàng đính kim cương hơn 40 triệu đồng, một nhẫn vàng đính kim cương trị giá hơn 400 triệu đồng, 3 dây chuyền, 7 mặt dây chuyền nhẫn trị giá hơn 100 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra. Theo đó, xác định vào tháng 5 năm 2024 ông Mến xuất cảnh qua Mỹ để giải quyết công việc. Khi đi, ông Mến giao căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo cho em gái là bà Hát trông coi. Riêng phòng ngủ của ông Mến được xây dựng phía sau căn nhà, bên trong phòng có đặt một két sắt, cất giữ tài sản có giá trị. Khi xuất cảnh sang Mỹ, ông Mến khóa cửa phòng và mang theo chìa khóa. Đến 18 giờ ngày 20 tháng 8, ông Mến trở lại Việt Nam và tá hỏa phát hiện, két sắt trong phòng đã bị mở, toàn bộ tài sản nằm trong két sắt đã bị lấy sạch. Ngoài ra, một con heo đất trên giường ngủ cũng bị đập vỡ. Bên cạnh có một cây búa và một đèn pin. Sau gần 24 giờ khẩn trương điều tra, công an thành phố Phan Thiết xác định Đinh Chí Vũ, 41 tuổi, con trai bà Hát, gọi ông Mến là cậu ruột, là thủ phạm mở kết sắt lấy tài sản. Vũ là người sống tại căn nhà của ông Mến trên đường Trần Hưng Đạo. Khi thấy cậu ruột đã đi Mỹ, biết trong phòng ngủ có tài sản. Tháng 6 năm 2024, Vũ đặt mua hai dụng cụ mở khóa trên mạng xã hội. Sau đó, Vũ mở khóa phòng ngủ của cậu ruột, lục tìm được chìa khóa mở két và lấy trộm toàn bộ tài sản của ông Mến và mang đô la Mỹ, đồng hồ, vàng trang sức đi đổi, bán tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Công an thành phố Phan Thiết đã thu giữ tăng vật gồm một đồng hồ hiệu Rolex và bảy mặt tượng Phật. Hiện đang tiếp tục xác minh, thu hồi số tăng vật còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đinh Chí Vũ theo quy định của pháp luật. Theo công an thành phố Phan Thiết, Đinh Chí Vũ đã có 3 tiền án gồm hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó tháng 5 năm 2024, thân bài poker rời Việt Nam sang Mỹ là để tham dự giải poker vô địch thế giới lần thứ 55, World Series of Poker được tổ chức từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 17 tháng 7 tại Las Vegas, Nevada. Sau đó, đến tháng 8 năm 2024, thân bài poker thế giới quay về Việt Nam mới phát hiện mất trộm tài sản. Những ngày qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn gây ra thương vong lớn về người, mới đây tại Long An đã xảy ra vụ việc, một nam thanh niên điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 tông thẳng vào đôi xe tải tử vong tại chỗ. Sáng 24 tháng 8, cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 1. Khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 8, anh Phạm Huỳnh Bảo, 32 tuổi, ngụ xã Tân Bình Huyện Tân Trụ, Long An, điều khiển mô tô biển kiểm soát 62H135238 lưu thông từ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến gần nút giao ngã tư Bình Nhật, thuộc địa bàn xã Thành Đức, huyện Bến Lức thì xe của Bảo, Tông Thẳng vào xe tải 62H02914 do anh Lâm Minh Hải 38 tuổi, ngụ thành phố Tân An, Long An chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả làm Phạm Huỳnh Bảo tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Nhận được thông tin, cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp công an huyện Bến Lức có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024 và hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024. Tối 23 tháng 8, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024. Lễ hội đã thu hút khoảng 100 đơn vị tham gia, trong đó có hơn 20 gian hàng ẩm thực và nhiều không gian chụp ảnh cho du khách lưu lại những kỷ niệm đẹp. Các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Hà Nội được quảng bá giới thiệu tới du khách bao gồm: cốm, bánh cuốn Thanh Trì, bánh mì phố phở cuốn hương mai, kẹo lạc, đường lâm, chè kho, bia hơi Hà Nội, nem, mứt sen, bánh chả, vân vân. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm quà tặng từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội cũng được giới thiệu rộng rãi nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, việc tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội là hoạt động kích cầu du lịch thường niên, Quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm quà tặng du lịch, thương hiệu vùng miền với du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, góp phần tăng cường kết nối du lịch, kết nối văn hóa, bảo tồn tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch. Từ đó làm gia tăng trải nghiệm của du khách tại Hà Nội. Khuyến khích mở rộng tiêu dùng mới trong phát triển du lịch thủ đô, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức nhiều màn trình diễn nghệ thuật công phu công nghệ 3D mapping và nghệ thuật múa rồng đương đại. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được trải nghiệm các món ăn, đồ uống xem sản phẩm quà tặng từ các làng nghề mà còn trải nghiệm nhiều hoạt động như làm chuồng chuồng tre làm hoa nghệ thuật đồ tái chế ngoài ra du khách còn được giao lưu với các nghệ nhân diều sáo nổi tiếng của hà nội như nghệ nhân nhân dân nguyễn hữu kim nghệ nhân diều sáo bá giang nghệ nhân ưu tú phạm văn mai nguyễn gia độ xã hồng hà huyện đan phượng trong những ngày diễn ra lễ hội du khách được thưởng thức không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống như biểu diễn cồng chiên của đồng bào dân tộc Mường, huyện Thạch Thất, trình diễn hát chèo tàu xã Tân Hội, nghệ thuật hát ca trù xã Thượng Mổ, huyện Đan Phượng. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024 mở đầu cho loạt sự kiện hoạt động kích cầu quảng bá du lịch mùa thu Hà Nội. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2024 những thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại